Trạm cứu hộ trái tim. Mẹ Vũ xuất hiện quay trở về, nói hết sự thật năm xưa cho Hà biết. Cuối cùng thì ván bài cũng đã lật ngửa, đúng như lời nói bóng gió của Vũ. Giờ đây mọi sự thật lại diễn ra khiến cho Hà đau đớn. Tuy rằng đã ly hôn cạch mặt tên Nghĩa, và Vũ vẫn thường xuyên bên cạnh, ra tay bảo vệ và giúp đỡ, khiến cho trái tim cô thổn thức rung động. Nhưng Hà vẫn chưa thể mở lòng để đón nhận tình cảm của anh. Và chỉ đến lúc khi mẹ Vũ xuất hiện trở về thì câu hỏi mà bao nhiêu năm qua Hà luôn đau đáu, thắc mắc mới được trả lời. Tại sao năm ấy Vũ lại bỏ mình đi không một lời từ biệt như vậy? Từng có một mối tình đầy đẹp đẽ, ấm áp ở thanh xuân. Nhưng đột nhiên Vũ biến mất không một lời từ biệt, khiến cho cuộc tình giang dở và để lại trong Hà một trái tim tổn thương băng giá. Bao nhiêu năm qua cô vẫn thắc mắc, đau đớn, hận giận, chưa biết lý do là gì. Thì giờ đây Vũ đã xuất hiện trở về. Thực ra chuyện cũng không còn gì để nói nếu Nghĩa không phải là một kẻ âm mưu tâm địa, bởi Hà là một cô gái luôn biết giữ mình đoan chính. Tuy có rung động trước sự xuất hiện của Vũ, nhưng cô luôn giữ khoảng cách với anh, bởi mình là người đã có chồng. Tuy nhiên khi chứng kiến Nghĩa tàn độc lật mặt, rồi lúc đó Vũ đã ra tay bên cạnh che chở bảo vệ, đã khiến cho trái tim Hà đầy thổn thức. Để rồi một ngày khi hay tin từ Vũ rằng mẹ anh đã chuyển về Việt Nam để điều trị bệnh, cô đã tìm đến thăm. Dạ, cháu chào bác ạ. Hà lễ phép, một gương mặt hiền từ phúc hậu quay lại nhìn Hà. Cháu là... Dạ, cháu là Hà, bạn sinh viên của anh Vũ ạ. À, là cháu Hà đấy sao? Mẹ Vũ ngồi dậy nắm lấy bàn tay Hà. Bác đã nghe Vũ kể nhiều về cháu, hôm nay mới được gặp. Dạ, cũng là chuyện cũ, không có gì đâu bác ạ. Không, cháu có lầm mẹ, cháu mới hiểu được nỗi lòng của bác. Bao nhiêu năm qua nó vẫn lùi thủi một mình, không chịu mở lòng với cô gái nào cả. Nó vẫn chỉ chờ đợi một mình cháu. Tuổi nó người ta đã làm ông rồi, giờ nhìn nó như thế bác xót lắm. Dạ, chắc là anh Vũ và cháu không có duyên thôi ạ. Cháu tin rằng anh ấy sẽ sớm tìm được cho bác một cô con dâu thật thảo hiền ạ. Mẹ Vũ thở dài, ánh mắt đầy buồn bã. Nếu như gia đình bác có điều kiện hơn một chút, nếu như bác và bác trai không gây ra những sai lầm, thì thằng Vũ giờ này chắc nó đã được hạnh phúc bên cạnh cháu. Dạ, bác nói vậy là sao ạ? Thêm một cái thở dài thườn thượt, mẹ Vũ trầm ngâm. Năm ấy bác trai nhà bác đã gây ra một sai lầm nghiêm trọng, để rồi phải bán cả nhà cũng chưa trả hết nợ. Thằng Vũ là đứa có trách nhiệm, một mình nó phải gánh vác. Rồi sau đó mẹ cháu cũng đã tìm đến gặp nó và bắt nó phải tránh xa cháu, vì nó không có gì trong tay cả. Mẹ cháu không muốn cuộc sống của cháu phải vất vả, chính vì những điều đó mà nó đã đưa hai bác bỏ đi rồi ra nước ngoài đấy. Thật vậy ạ? Ngân Hà đau đớn. Thì ra là vậy. Vậy mà bấy lâu nay cô luôn oán trách tại sao Vũ lại ra đi không nói một lời như vậy. Thì ra anh không muốn cô đau khổ, anh muốn cô được hạnh phúc.